về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện học, tải ngay về danh. Chào mừng các con đã đến với khóa học tiếng Việt lớp 1 của Vietsách, bộ sách Chân trời sáng tạo. Các con thân mến, tạm biệt chủ đề 23, cô trò chúng mình cùng nhau đến với chủ đề 24. Chủ đề 24 có tên gọi Những người bạn đầu tiên. Chúng mình sẽ cùng nhau tìm hiểu bài học đầu tiên của chủ đề 24. Bài số 1 có tên gọi Gia đình thân thương. Mời các con mở sách giáo khoa trang 53 để cô trò chúng mình cùng nhau tìm hiểu bài học ngày hôm nay. Trước tiên, cô mời các con quan sát các bức tranh trong sách giáo khoa hoặc các bức tranh trên màn hình và cho biết những ai luôn ở bên cạnh bạn nhỏ. Bức tranh thứ nhất, các con thấy bạn nhỏ này được bố cõng trên lưng và mẹ thì đang ngồi bên cạnh để hoan hô hai bố con. Vậy, trong bức tranh thứ nhất, người luôn bên cạnh bạn nhỏ là bố và mẹ. Ở bức tranh thứ hai, ông thì đang kể chuyện cho bạn nhỏ nghe. Bà thì đang quạt mát cho bạn nhỏ. Vậy, những người ở bên cạnh bạn nhỏ này là ông và bà. Vậy, quan sát hai bức tranh, các con có thể thấy những người luôn bên cạnh các bạn nhỏ đó là bố mẹ và ông bà. Ông bà, bố mẹ là những người thân trong gia đình chúng ta, là những người luôn có tình cảm yêu mến, gắn bó với chúng ta nhất. Bài học ngày hôm nay là một bài thơ nói về tình cảm gia đình. Mời các con lắng nghe cô đọc bài. Gia đình thân thương. Ba làm ngựa cưỡi, mẹ chơi ú òa, con cười nắc nẻ, phi ngựa đường xa. Ông ngồi kể chuyện, bà hát dân ca, cánh cò đưa võng, đồng gần, đồng xa. Ông, bà, ba, mẹ, người bạn đầu tiên, thân thương biết mấy, suốt đời không quên. Các con vừa lắng nghe cô đọc một lần bài tập đọc gia đình thân thương. Bây giờ, các con hãy cùng cô luyện đọc một số từ khó có trong bài nhé. Từ đầu tiên, cưỡi. Từ số 2, nắc nẻ. Tiếp theo, đường xa. Võng. Thân thương. Cô mời các con luyện đọc lại một lần nữa những từ này cùng với cô. Ngựa, nắc nẻ, đường xa, võng, thân thương. Các con hãy đọc lại một lần nữa những từ này nhé. Bài thơ này có tất cả là 12 câu thơ. Bây giờ chúng mình cùng cô luyện đọc từng câu nhé. Câu số 1. Ba làm ngựa cưỡi. Câu số 2. Mẹ chơi ú òa. Câu số 3. Con cười nắc nẻ. Câu số 4. Phi ngựa đường xa. Câu số 5. Ông ngồi kể chuyện. Câu số 6. Bà hát dân ca. Câu số 7. Cánh cò đưa võng. Câu số 8. Đồng gần, đồng xa. Câu số 9. Ông, bà, ba, mẹ. Câu số 10. Người bạn đầu tiên. Câu 11. Thân thương biết mấy. Câu 12. Suốt đời không quên. Bài thơ này sẽ có 3 khổ, cứ 4 dòng thơ là một khổ. Mời các con luyện đọc từng khổ thơ cùng với cô. Gia đình thân thương. Khổ 1. Ba làm ngựa cưỡi. Mẹ chơi ú òa. Con cười nắc nẻ.
Pì ngựa đường xa. Ông ngồi kể chuyện. Bà hát dân ca. Cánh cò đưa võng. Đồng gần, đồng xa. Ông, bà, ba, mẹ. Người bạn đầu tiên. Thân thương biết mấy. Suốt đời không quên. Vậy là vừa rồi, chúng mình đã cùng nhau luyện đọc rất nhiều lần bài tập đọc Gia đình thân thương rồi. Ở đây, cô sẽ giải nghĩa một số từ khó cho các con. Từ thứ nhất là từ nắc nẻ. Nắc nẻ là chỉ điệu cười rất vui vẻ, sảng khoái. Vậy là vừa rồi, chúng mình đã cùng nhau luyện đọc và giải nghĩa một số từ khó có trong bài. Bây giờ, chúng mình sẽ cùng nhau thực hiện hai nhiệm vụ đầu tiên trong phần tập đọc ngày hôm nay. Tìm trong bài thơ tiếng có vần yên. Mời các con, chúng mình hãy lấy bút chì, thước kẻ, tìm và gạch chân cho cô các tiếng có chứa vần yên ở trong bài tập đọc này nhé. Trong bài tập đọc này, tiếng có chứa vần yên, đó là tiếng tiên. Cô mời các con đọc thành tiếng cho cô tiếng này. Tiên. Tiên. Tiếp theo, yêu cầu số 2. Tìm ngoài bài thơ từ ngữ chứa tiếng có vần yên và vần yên. Bây giờ các con hãy lấy vở nháp, suy nghĩ và liệt kê cho cô các từ ngữ chứa tiếng có vần yên và vần yên nhé. Ở đây, các con có thể tham khảo một số từ có chứa tiếng có vần yên mà cô tìm được. Ví dụ như cô tiên, bãi biển, liên tục, biến hóa, chiến sĩ, miến ngan, con kiến. Các tiếng có chứa vần yên đó là tiếng tiên, tiếng biển, tiếng liên, tiếng biến, tiếng chiến, tiếng miến và tiếng kiến. Cô lựa chọn từ chiến sĩ để đặt câu. Cô có câu như sau. Anh chiến sĩ đứng gác giữa trời đông lạnh giá. Tiếp theo là các từ ngữ chứa tiếng có vần yên. Cô sẽ có tiếng nói, cái miệng, cổng chiêng, củ riềng, lười biếng, thiêng liêng. Tiếng có chứa vần yên đó là tiếng, miệng, chiêng, riềng, biếng, thiêng liêng. Cô lựa chọn từ lười biếng để đặt câu. Cô có câu. Vì lười biếng nên em nhận kết quả học tập không tốt. Tương tự như cô vừa làm, các con hãy tìm các từ ngữ chứa tiếng có vần yên, vần yên và đặt câu với các từ mà các con đã tìm được nhé. Việc tìm các từ và đặt câu sẽ giúp các con rèn luyện được khả năng đặt câu, giao tiếp và mở rộng vốn từ của các con. Tiếp theo, chúng mình sẽ cùng nhau tìm hiểu nội dung của bài thơ Gia đình thân thương. Trước khi tìm hiểu nội dung của bài thơ, cô trò chúng mình sẽ cùng nhau đọc lại một lần nữa bài thơ này. Gia đình thân thương. Ba làm ngựa cưỡi, mẹ chơi ú òa, con cười nắc nẻ, phi ngựa đường xa, ông ngồi kể chuyện, bà hát dân ca, cánh cò đưa võng, đồng gần đồng xa, ông, bà, ba, mẹ, người bạn đầu tiên, thân thương biết mấy. Suốt đời không quên. Câu hỏi đầu tiên dành cho các con đó là những người bạn đầu tiên của bạn nhỏ trong bài thơ là ai? Vậy bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau tìm xem những ai sẽ là những người bạn của bạn nhỏ. Đầu tiên các con thấy này. Ông, bà, ba mẹ, người bạn đầu tiên. Dựa vào hai câu thơ này thì chúng mình có thể biết được những người bạn đầu tiên của bạn nhỏ đó là ông, bà, ba và mẹ.
Chúng mình sẽ trả lời đầy đủ như sau. Những người bạn đầu tiên của bạn nhỏ trong bài thơ là ông, bà, ba, hoặc các con dùng từ bố cũng được, và cuối cùng là mẹ. Tiếp theo, câu hỏi số 2. Bạn nhỏ thường chơi trò gì cùng ba, mẹ? Vậy mời các con chúng ta quan sát lên khổ thơ thứ nhất nhé. Ba làm ngựa cưỡi, mẹ chơi ú oà, con cười nắc nẻ, phi ngựa đường xa. Như vậy chúng ta thấy ba làm ngựa cưỡi, hay nói cách khác là bạn nhỏ cùng ba chơi trò cưỡi ngựa, cùng mẹ chơi trò ú oà. Vậy chúng mình trả lời như sau. Bạn nhỏ thường chơi cưỡi ngựa với bố và chơi ú oà với mẹ. Những trò chơi này khi chơi cùng ba và mẹ, bạn nhỏ rất vui, bạn nhỏ vô cùng vui và cười nắc nẻ. Nhiệm vụ cuối cùng của chúng mình đó là học thuộc khổ thơ em thích. Trong ba khổ thơ này, con thích khổ thơ nào nhất? Hãy lựa chọn một khổ thơ và học thuộc nhé! Vậy là chúng mình đã tìm hiểu xong nội dung của bài thơ Gia đình thân thương. Bài thơ cho chúng ta biết những người bạn đầu tiên của bạn nhỏ là ông, bà, ba, mẹ. Bạn nhỏ được sống trong tình yêu thương của ba mẹ và ông bà. Tiếp theo chúng ta đến với phần nói, giới thiệu về gia đình em theo các gợi ý sau. Ý thứ nhất, gia đình em gồm những ai? Ý thứ hai, em thường hay chơi với ai? Ở đây sách giáo khoa đưa ra cho chúng ta mẫu câu như sau. Mình xin giới thiệu về gia đình mình. Gia đình mình gồm. Vậy, tương tự như mẫu này, sau chữ gồm này thì các con sẽ giới thiệu các thành viên trong gia đình. Ví dụ như trong gia đình con có ông, bà, bố, mẹ và con, thì con sẽ liệt kê ra. Sau đó thì con sẽ trả lời câu hỏi là em thường hay chơi với ai. Ví dụ ở đây, cô có mẫu như sau. Mình xin giới thiệu về gia đình mình. Gia đình mình gồm 3 người. Bố, mẹ và mình. Mình thường chơi xếp hình Lego với bố. Ở đây, câu gia đình mình gồm 3 người, bố, mẹ và mình. Cô đã trả lời được cho câu hỏi gia đình em gồm những ai. Còn câu mình thường chơi xếp hình Lego với bố. Cô đã trả lời được câu em thường hay chơi với ai. Hoặc các con có thể giới thiệu như sau. Mình xin giới thiệu với gia đình mình. Gia đình mình gồm 4 người, bố, mẹ, mình và em trai. Mình thường chơi đồ hàng với em trai. Vậy tương tự như những gợi ý của sách giáo khoa và những ví dụ mà cô đưa ra, các con hãy giới thiệu về gia đình mình theo hai ý chính, đó là gia đình con thì gồm những ai và con thường hay chơi với ai nhé. Hoạt động cuối cùng của tiết học ngày hôm nay, hát bài Ba ngọn nến lung linh. Các con hãy tìm, hát và thư giãn theo giai điệu của bài hát Ba ngọn nến lung linh. Các con thân mến, bài hát Ba ngọn nến lung linh cũng đã kết thúc tiết học của chúng ta ngày hôm nay tại đây. Cô xin chào và hẹn gặp lại các con trong những tiết học tiếp theo của Việt Sách. Khóa học Việt Sách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Sách.